Hello, chào các bạn. Chào các bạn đến với chương trình Review cùng Come On. Review cùng Mon. Đọc kêu Mon đi cho nó dễ chứ. Kêu mà Come On, nó hai từ khó khó đọc lắm. Nhiều lúc cũng tùy ha, nhưng mà mình thích đọc Mon ha. Ok. Hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái chương trình chia sẻ review cùng Mon với cái hay sáng mình có chia sẻ cái nãy mình mới chia sẻ cái là cái recent của reset của Lightroom nè. Bạn vào link sale về nhé. Để comment là gì ta? Ok. À, mình cũng có hướng dẫn blend hình theo kiểu của Common á. À, các bạn cứ red à coi này vui nè. Em rảnh không? Mình làm quen. Anh là nhiếp ảnh gia. Ok. Chuyên chụp màn hình. Ơi hành trọng dễ thương quá chịu không nổi. Ok. Vui thôi. Có những cái comment rất là tích cực cho cái việc chia sẻ. Bây giờ mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn cho các bạn với cái nguồn kiến thức của mình có sẵn ha, và mình đã trải qua chụp nhiều rồi, cũng cũng có cái gọi là comment soon. Ok. Như livestream nó không có cho mình livestream nữa, do đó mình sẽ cứ post lên trên trên YouTube, rồi các bạn cứ về các bạn sao ta coi thôi, coi YouTube thôi. Ok, đâu rồi, mình đang làm cái nghe được không? Ủa, đâu rồi ta, hôm qua mình post hả ta, nhiều bạn hỏi YouTube hành trình đây F5. À đây 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 các bạn ơi, hôm nay là tập 5 rồi, review cùng Mon tập 5 nha. Tập mấy rồi trời, không lẽ bây giờ gửi hết hình bạn, cái là cái status này mình không có kêu bot hình, mình sẽ làm một cái status khác, nhưng mà có bạn bot luôn thì thôi mình chỉnh sửa cái status lại cho nó, các bạn bot thẳng vô đây cũng ok lên. Bữa Đức Phúc nói kêu là hỏi có mấy tấm em ưng nhất, tấm ưng nhất hả? Ok, để anh nói luôn tấm này cho em nghe nha. Ok em. À, tấm đầu tiên. Tấm đầu tiên về một cô gái. Ok, để cái màn hình của mình có vấn đề gì không? Ok. Rồi. Đây này. Bắt đầu mình vẽ ra cái frame cho các bạn xem nha. Cái frame thường thì đa số các bạn sẽ hiểu là mình sẽ phải vẽ cái frame ra để thấy được cái bố của bức hình. Ok, cái là cái frame hình á, những cái gọi tổng thể của bức hình red thì mình sẽ vẽ như vậy. Ok rồi, ở đây có một cái cây lên, em nhìn rõ nha Đức Phúc. Ok, còn ở đây là cái vùng gì đó. Ok. À, và một một dàn phía sau, một dàn phía sau là các bạn xem nè. Ở đây có cái đường rạch gạch nữa nè. À, ok là như vậy. Đây. Đấy. Lẫm chậm. Đấy. Đó là cái bố cục của bức hình của Bùi Đức Phú ha. Thì em nói em thích tấm này đúng không? Ừ, thì anh thấy cô mẫu thì anh không không có ấn tượng lắm, nhưng mà đỡ về cổ trang thì ok đấy. Nhưng mà cái hoa hoặc cái câm châm cài anh cảm giác như nó chưa tới, gọi là cái kênh cái outfit ấy. Nó chưa tạo cái cảm giác gọi là thời xưa, thậm chí ngay cái gần đây anh có cảm giác giống như đây là cái gì đó của cái công viên chứ không phải là cái của thời xưa. Là như vậy khi em chụp á, nó chỉ nằm ngay cái khúc là em focus vào cô mẫu thôi, và nói cô này là đang ở cổ trang, em muốn nói cô này cổ trang đúng không? Thật ra cái áo của cổ mặc á, cảm giác như không phải của cổ, kiểu như đi thuê rồi xong mặc lại, vì mình cảm giác như nó bởi khi mà chụp mẫu á, với cái outfit á, với cái bộ đồ rất là quan trọng, phải là của cô đó, và cô đó muốn nói về cái cá tính nào đó. Còn nếu nói về cái hình thôi nha. Ok nè, em thấy nè, sẽ có rất là nhiều vùng để coi. Một là cái cục này nè,
Hai là cái dot, người ta sẽ quan tâm cái dot nhiều lắm, không biết dot này của máy gì á, rồi nhưng mà nó còn cái cụm vụn ở đây và đằng xa xa có một cái màu đỏ với cái chân tóc này. Đấy, thế có lẽ một cái đền hoặc cái gì đó của cái nó, ở đây là cái nước rồi nó ánh xuống ha. Thì bị chi phối, có nghĩa khi nếu mà em chụp ảnh mà nữ hoặc là có ít ra nó phải rồi pocket và mẫu, thậm chí ở đây có một cái đường dây gì nè, cái dây của cái dây điện hoặc là cái dây gì đó của cái cây này đang chỉ vô mắt của anh thấy khó chịu xíu đó đối với anh ha, đó là cái anh thấy thôi nha. Còn cái gương mặt của cô này thì chưa chưa gây cho anh ấn tượng, có thể là em phải nhìn cổ nhiều hoặc là chụp nhiều rồi thì mình sẽ mới thấy được cái thần thái của cổ. Ok phải. Ồ, cô cầm dây chuyền hả, đây 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 hả, ok right. Cái chỗ này là giống như cổ đang bị bó bột, đang bó bị bó lại, giống như đang đang bị cột lại, cũng anh cũng cũng sẽ làm sao đó cho cái thần thái với cái chụp rất kỹ để ra được một tấm. Còn nếu mà chụp đơn giản như chụp để trả khách, ok khách thích sao thì chụp vậy thôi chứ không có vấn đề, thì tấm này anh chỉ cho khoảng 5.5 trên 10 với anh thôi nha, với anh thôi, là nó chỉ rất là bình thường và chụp nhiều hơn nữa. Ok để em nha, Bùi Đức Phú, Bùi Đức Phú, hy vọng em sẽ chụp nhiều hơn nhé, cảm ơn em. Rồi tiếp tục mình qua qua cái mới. Ok em tiếp tục tới bạn Phạm Ngọc Tuân, không biết Tuân nhiêu tuổi ta. Nếu các bạn có ghi dưới thì ghi luôn tên tuổi hoặc là gì đó để mình dễ xưng hô nha. Ok, và cái ước muốn, cái mong muốn bạn nói về bức hình hoặc là cái điều gì đó thì các bạn cứ nói hết nha. Ok này, đây đây rồi, bạn Phạm Ngọc Tuân bạn, đây mình bắt đầu mình điều đơn giản nhất, trước khi vào bức hình thì cứ vẽ cái khuôn của nó ra. Có thì cứ vẽ này, có một cái line 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 ha. Rồi bắt đầu tiếp tục tới mình vẽ những cái vùng nó không gọi là đồng đều nhau á, thì mình cứ vẽ ra. Vẽ ra thì khi vẽ như vậy nè, các bạn sẽ thấy được cái điều mà các bạn phải sẽ cần phải phân tích. Đấy. Coi như cái này nè, hiện tại cái đám này nó đẹp, bạn sẽ chia vùng ra, bạn chia vùng ra. Right. Sẽ có rất nhiều thứ các bạn sẽ phải xem. Cái này đây, cục này, cái này đây, những cái mà đập vô mắt mình đầu tiên á. Right. Dạ, ở đây. Đấy. Sẽ rất rất nhiều thứ để xem, và nếu chụp cái này rồi bắt đầu tiếp tục là vào màu sắc. Màu sắc. Ok, rồi, mình đã thấy được kết cấu của bức hình rồi ha. Bắt đầu tới mình kết cấu bố cục rồi đó, vẽ ra tí là thấy nha. Rồi nó rất là nhiều rác, có lẽ là tôi muốn muốn nói về cái đường line thôi đúng không. Thật ra cái đường line này đó, khi mà chụp á, thật ra là em phải đợi cho tới buổi chiều nắng á, cho nó xuyên qua hoặc là xuyên ngang hoặc là everything gì gì đó không biết, nhưng mà phải có nắng. Còn nếu không có nắng á thì cái vùng mình để chụp á, thật ra nó nằm ngay khúc này nè, chỉ ngay khúc này thôi, tại lúc đó người ta sẽ chỉ thấy được cái này thôi. Và trên cái này nếu có em có một mẫu, cho thể cho mẫu nằm ra hoặc cho mẫu làm gì đó, everything mà em muốn 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 làm, muốn thể hiện và có câu chuyện trên đó, câu chuyện đường ray, nói về đường ray. Nếu mà đường ray thì sẽ nói về tàu tàu lửa nha. Một chiếc xe tàu lửa đang tới, cô mẫu nằm đây đó, đang chụp vậy nên mới xấu óc. Nguy hiểm nhưng mà nếu mình chụp được thì mới lên lên kinh khủng. Còn nếu ở đây thì cái này, cái đường ray này nè, nó không có đẹp bằng cái này đâu, không đẹp bằng hoa này. Và cái lấm chấm chỗ này nè, nó làm phá hình một xíu thì anh không thích lắm. Ok, hoặc là nó sẽ có cái khoảnh khắc nào đó mà nó sẽ xuất hiện. Ok, thì tấm hình này chỉ đơn giản như vậy thôi.
để đường ray thì có màu sắc đặc biệt một xíu là màu mà màu nâu ha. Ok thì không không có cần phải review nhiều tại vì nó không đủ để tiếp tục review nữa, thì nó chỉ cần 5.5/10, nó chỉ để nhìn vui thôi. Và bên đây cái đường ray này nó phá hình nhiều lắm. Ok Phạm Ngọc Tuân, hy vọng em chụp nhiều hơn ha. Chụp này chỉ là đường ray, nó sẽ chỉ là cái em chụp chơi cho vui á. Ok thì cứ vui thôi, chụp cứ thoải mái nha. Ok cảm ơn em, bắt đầu mình hoạch cái hình mới. Thật ra mon cũng khó trong hình lắm á, hơi hơi khó chịu nhiều thứ trong hình, nhiều lúc nhìn hình cái tự nhiên tức con mắt, khó chịu mắt bị rồi bốn mắt á, đeo kính. Ok thì tấm này hay nè, tấm này hay ở chỗ là hình như này đang chụp ở Nhật thì vậy. Bạn tráng vành, ok tráng vành đúng không? Ok rồi, chào bạn, bạn này mới lần đầu tiên thấy nghe tên. Bạn này đang cười với bạn này, như bạn này là chỉ mỉm cười lại thôi nè, ánh mắt này. Ok bây giờ mình vẽ cái frame ra, mình không thì coi như là cái frame đấy, frame thì một frame ha. Ok ở đây còn rác nè, ánh đèn. Ok ánh đèn có thể coi như được nha, này rác nè, anh này ở Nhật nè. Rồi nụ cười này ha, nụ cười này thì đang ở Tokyo ha? Ở đâu, ở một cái siêu thị gì đó ha. Nó bị ánh qua nè, hai người này ánh qua thì chắc chắn ở đây là gương rồi. Ok đang cười, nhưng mà cái nội dung á, nội dung của cái này nè, bức ảnh này trắng đen này, có thể do bị ám của cái siêu thị, bạn làm cho đen luôn đi cái màu, để lấy cái màu đen trắng. Thường là mình hay làm như vậy, nhưng mà mình còn cái này thì chỉ là cười với nhau. Thật ra cười nó phải có một cách, giá trị cười thì anh này cũng sẽ cười nha, mắt thì phải đúng với mắt mình đây, do đó cái mặt bạn này phải xít vào một xíu, để nghiêng vào một xíu để thấy được, không hơi là sẽ không thấy. Và cái tay này hơi khó chịu nè, có nghĩa bạn đang làm kiểu để người khác chụp, như vậy thì có nghĩa là một bạn khác đang chụp, bạn tráng vành đang chụp bạn này, hoặc có thể là tripod everything. Thì nó chỉ là đơn giản gần như trick, nhưng mà nó chưa tới thôi ha, chưa tới trick, nó chỉ giống như chụp rộng ra một xíu nữa sẽ có thêm vài thứ. Nhưng mà cái kết cấu bố cục mình ok good, chia nửa màn hình ra bên này to đùng, thật mình rất là thích cái kiểu vậy. Ok tấm này cũng hay. Ok 6/10 nhé. Ok cảm ơn bạn. Tiếp tục tấm này tráng vành, tiếp tráng vành có nhiều tấm hay ha. Tấm này dễ thương này, giống như hoa mặt trời vậy. Nhưng mà sao ta, ok cứ vẽ ra đi, mình cứ vẽ ra nha. Là ba cái cây, right, cây này sẽ bên đây, này sẽ bên đây, này sẽ đây, đây, ok. Tráng vành để ý xíu ha, tấm này rất là hay, gần hay rồi. Số 3 là số ok good. Nhưng mà cái lá của cái này nè, nó giống như là cái cây vậy đó. Thật ra nếu mà bạn cho nó gọi là riêng tư một xíu á, cái lá này không thấy đâu, nó chỉ thấy cái hoa này, cái hoa này đỏ bật, cái hoa này cũng vậy, và cái lá này đang phá nè. Cái lá này cũng vậy, thật ra nó bạn tìm góc như thế nào mình không khe ha. Mình làm sao đó mà được cái hoa, và cái hoa này nè nó nằm bao trong cái mặt trời nha, bao trong mặt trời nha. Thì ok hơn, còn cái này đang kiểu như là chụp hơi vội á, chụp nhưng mà chưa có tính, chụp xong rồi bạn nên tính toán một xíu và cho cái khung hình này nó rộng ra một xíu để tạo cái không gian cho cái hình này còn hơi á, là chụp thẳng luôn cái này, nó chỉ một mình nó thôi, để diễn tả nó là cái hoa mặt trời thì nó sẽ ok nhất. Và cái vùng chuyển này nó hơi bị ngắt nè, thấy may chỗ này không, nó kiểu nó bị phân chia, thật ra nó phải nhẹ từ khi mà chuyển từ đây qua đây á, nó nhẹ từ đậm sang nhẹ, và nó có vùng chuyển nha, cái vùng chuyển thì chắc phải dài một xíu,
là nó nhẹ 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 rồi đậm 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 từ 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 thì con mắt mình nó mới nhẹ và người ta coi người ta cảm giác hồ nó vùng chuyển nhẹ nhàng quá dễ thương. Còn cái nail chỉ vùng chuyển nó hơi nặng á, nó có đường 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 chia chia đôi rõ ràng luôn. Thì ok, quay tấm này cũng mới, mình cũng chỉ khoảng 6 trên 10 thôi nha, chán rành. Tới khác, cảm ơn em. Tiếp tục, không biết em hay bác nữa. Ok, đây, cái tấm này thì em thích tấm này hả? Ok, tấm này chắc chụp bạn gái ha. Tấm này hay dễ thương á, cái gương mặt bạn gái nhìn có hơi trái nhưng vẫn ok, anh thích vậy. Một bên một có cái góc này, anh nói luôn cho vui, chẳng sao hết. Ok, đây cái frame này nha. Đấy. Rất là dễ thương. Cô gái này có cái môi ok đấy. Còn mắt ở chỗ này nó bị cái này nè. Thì cái miệng sẽ giống như là sẽ bị cái shadow á. Nếu được né mình né luôn nha. Làm như vậy thì giống như cô có râu vậy. Thì nếu được thì cái shadow hoặc là những gì mình sẽ phải chú tâm một xíu để đánh cho mặt cổ đều hết từ miệng cho tới này luôn. Rồi tóc của cổ sẽ xì 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 như vậy nè, cũng rất là gây khó chịu tùy ha, bởi vì khi mà chụp mẫu rất là khó, không phải là dễ chụp đâu. Được thì em cho rộng ra để hiểu hơn về cái không khí của khi cô gái nhìn á. Còn này chụp chân dung thôi, nếu mà chụp chân dung thì chú tâm vào luôn thẳng vào mắt nha, on way vào mắt, tại vì vào mắt á thì mới có câu chuyện để nói về cái tâm hồn của cổ. Ở đây cái nón nó hơi dơ nè, có gì đen đen nè. Ok, mình chỉnh sửa hoặc mình chấm một phát là nó mất rồi. Ok, cảm ơn em. Màu rất là hay, anh thích cái màu da này nè. Đẹp, dễ thương. Ok, màu da tốt là được. Ok, tấm này 6 trên 10 thôi. Tại vì nó đẹp sẽ với em, với cô gái nhiều hơn là với người khác ha. Đấy. Nghe, nghe, nghe thấy sao ta nghiêm trọng quá à. Cái nghiêm trọng gì đó, mình tại mình quen á, mình quen theo kiểu có gì nói suy nghĩ nhiều lúc tâm sự kiểu mệt. Ok, tiếp tục tấm thứ thứ mấy này, một một hai ba bốn năm, tấm thứ sáu. Ok, tấm thứ sáu là của bạn Hiếu Trần, không biết bác hay anh hay chị nữa, như thôi kêu bạn luôn nha, tại vì em cũng không biết rõ là tên gì nữa. Hiếu Trần, ok, kêu anh, mình anh review ạ. Ok em, mời anh review. Ok, chào em, cảm ơn em. Tấm này dễ thương nha, dễ thương, tại vì em chụp qua cái hàng rào đấy ha, đây cái hàng rào này các bạn. Ok, thấy cái hàng rào này nè. Như tóc em chắc để trên 10 hoặc 20 gì đó, 10 hoặc 20, có thể là 30, 40 cỡ đó. Thường thì như vậy thì cái xe này nó sẽ rõ, đa số là xa xe sẽ rõ. Còn nếu anh thường anh chụp đó là 14, 18, 12, thậm chí 1 giây luôn. thì anh chơi như vậy thích rồi. Còn cái này thì em nhớ cái background này, cái background này nó quan trọng lắm. Khi mình chụp á thì phải chọn đúng cái background của nó thì nó bắt đầu ra cái mấy cái đường xịt xịt xịt, nó sẽ đẹp hơn nhiều so với cái cổng này. Cái cổng này vẫn chưa có đẹp đâu. Và cái đối tượng mà được chụp, mà khi mà được bending á, cái thể loại cái chụp, cái cách, cái style để chụp này là chụp bending, theo người ta nói là bending, còn gọi là hay gọi là chụp lia. Ok, bending thì khi bend này cái màu xanh nè, cái màu cam nè. Thật ra cái xe này phải là màu vàng thì nó mới sẽ đẹp, hoặc là cái chú này á, áo màu vàng, cái nón màu đỏ, thì lúc đó cái đối tượng mà mình chọn á, sẽ rất 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 kỹ để ra bức hình bending. Nó sẽ ảnh hưởng màu sắc, lúc đó cái màu sắc và cái lia của mình á, nó sẽ làm ra bức hình nó kinh khủng nhiều hơn, chứ không đơn giản như là mình nghĩ là ở cái bend là thấy rõ là đẹp. No, no, nó sẽ còn có một là khoảnh khắc của bức hình đó là cái gì, hai là cái màu sắc của cái người đang chụp, ba là cái background.
cái background này nó càng màu sắc thì nó sẽ càng đẹp mà nó còn phát sáng nữa càng kinh khủng. Còn đề nghị là ok, thì cái hình này với anh nó chỉ là căn bản và cơ bản, nhưng mà cái góc ok rất là thích. Khoảnh khắc thì chú này chở đồ thế thôi. Nếu mà cho điểm thì chỉ cho ở khoảng 6 trên 10 thôi nha. Mình sẽ phải thêm nhiều thứ để ra được một cái painting mà nó có cái cảm xúc dữ dội, hoặc là cái kỹ thuật, tại nó liên quan đến kỹ thuật thì kỹ thuật nó phải lên một mid mid nè. Khi mà thêm một nấc nữa thì nó sẽ hay hơn nha. Ok, hình này cảm ơn em. Cảm ơn Hiếu Trần. Ok. Tiếp tục tới mắm chibi. Tên hay thế. Chip chip à, chữ B thằng chắc chip viết ngược ha. Chụp chú cuốn. Ok. Này là lấy tóc chắc một khoảng là 1 500 hoặc là 1 1000 thì mới mới rõ vậy. Chụp chắc là shop không qua cành cây rồi, thì cái này chắc anh khỏi vẽ cái bố cục đi nha, tại vì anh nghĩ em cũng không chụp nắp sót rồi, chụp nắp sót hay là chụp nhanh á, bây giờ không có nghĩ về bố cục đâu. Do đó thì chỉ chú chó này làm trọng tâm và xung quanh là cái gọi là mấy cái đớp. Thật ra hồi xưa hay chụp là cố gắng để làm cái đớp để làm nền á, thật ra nó dở mấy bạn, vì phải phải tùy vào lúc mà cần nó, chứ không phải là lúc nào cũng xài cái kiểu này đâu. Xài kiểu này nó dở lắm, tại nó phá hình, nó làm mất mất cái thông tin cho một bức hình. Mình cứ nghĩ là làm cho nó nên thơ, giống như là bao frame này nọ để đóp 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 này nọ. Nó dở, cái đớp nó phải phải xịn cơ, hoặc là đúng lúc cơ, chứ không phải là cứ cứ đè qua cái đớp là xịn đâu. No. Được á, thì chụp từ trên xuống để lấy cái background của cái này là xanh với con chú chó màu trắng, còn chú chó đang chạy như vậy. Thật ra phải bạn phải dí sát cái màn hình, cái camera ngay chỗ này nè, chụp làm sao mà thấy từ đây qua đây nè, cái camera phải nằm ngay chỗ này. Đấy. Nếu mình chụp đó nha, sẽ nằm ngay chỗ này, cái camera phải nằm ngay chỗ đó, bắn lên để thấy được cái độ wide của bức hình và cảm giác như chú chó này nhảy qua cái chỗ của bức hình này, và như vậy thì chú chó sẽ rất là bự bự thì bự và đang nhảy trên cái đám cỏ, thì hiệu quả của bức hình của bạn action nó sẽ tốt hơn. Và hy vọng là bạn sẽ có nhiều hình hơn với bức hình này. Bức hình này thì đơn giản chụp vui chơi và giải trí thôi ha. Ok, móng chip hy vọng là em sẽ chụp nhiều tấm hơn và gần sát hơn nha. Minimum của máy ảnh đó là bao nhiêu thì mình cứ sát vào maximum có thể để gần nhất có thể, thì lúc đó ấn tượng nhiều hơn. Ok. Tấm này thì mình cho khoảng 5.5 trên 10 thôi nha. Tấm này chụp vui mà. Ok, cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn mắm chip. Tình dễ thương thế. Mắm chip là con trai con gái đây, bấm thử nha. Mắm mắm chibi bố của mình. Ok, dễ thương, cảm ơn bạn nhé. Tới bạn Lê Bảo Toàn review với em với Ni Anh. Ok. Dễ thương ghê. Ok, hay nè, tấm này hay nha, dễ thương. Cảm ơn Lê Bảo Toàn nha. Cái logo em làm nhỏ một xíu mà được thì có nên luôn logo. Ok, còn để Lê Bảo Toàn thì dùng cái phông chữ khác cho nó nhẹ lại. Rồi ok, em chụp từ trên xuống mà chụp cái miếng đất, nhưng do còn cái rác nè, không phải rác mà giống như là nó bị đớm đớm, nó sẽ làm cái khó chịu lắm. Còn nếu mà chụp nữa đó, do cái kết cấu của cái frame này, cái frame những cái lá này nè, cái lá này nó không có đồng đều và nhưng mà nó không có tạo được cái hiệu quả của patterning. Do đó để chụp những cái lá này thì riêng chỉ cần một lá thôi, giống hình cánh bướm nè, em thấy cái hình này không, giống hình con bướm nè đó. Thì được thì em chụp đúng một lá thôi, làm sao đó anh không biết, nhưng mà cái nền đất nó phải đen, nhưng mà cái lá hình sẽ hình là con bướm, thì có nhiều loại loại bướm xuất hiện, ví dụ như
Đây cũng có một con nè, mình thấy được một con, hai con, rồi rồi em đừng ghi lá cây ghi bướm. Thích chụp bướm. Ok, tấm này thì đơn giản, nó chưa có, nó gây mắc mắc với nó chưa rõ nữa, mình nhìn không thấy rõ, nó cần độ nét nhiều hơn một xíu. Ok, tấm này thì đơn giản nè, khuyến khích ha, khuyến khích, tại vì nó rõ ràng, được cái rõ ràng, không có phải quá nhiều, 6 trên 10. Cảm ơn Lê Bảo Toàn nha, hy vọng em sẽ chụp nhiều hơn với cái góc độ, cái góc thẳng băng dễ nhìn, không có khó khăn cho người người xem. Ok, tiếp tục tới bạn Hoàng Vũ. Ok, tấm này chụp ở quận nhất, ngay cái chỗ rạp gì đó quên rồi, không biết rạp gì, nhưng mà mình đi qua rồi, mình đã có từng chụp một cái frame như vậy. Thì tấm này chụp street street, nhưng mà nó có một cái xíu để mình nói về street cho các bạn nghe ha. Thì nó có ô vuông ngay chỗ này, bạn chụp ô vuông, đềm ô, đèn ô, ok. Thật ra nếu mà các bạn, nếu mà chụp street tấm này khó lắm, không phải khó mà kiểu là mình phải đợi lâu á, đợi lâu. Hôm bữa là mình chụp chụp Uniqlo này, nó đóng cửa, đóng cái cửa xuống thì ngay chỗ này nè, có nghĩa là bạn phải đi sớm, để có cái frame của cái này, nó đi qua cái cửa nè, cái ánh sáng nè, giật 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 rất là đẹp, thì lúc đó cái hiệu quả của bức hình nó sẽ cao hơn, còn hơi nó sẽ không có cao. Ok, nó hết pin. Ok, cái đèn để mình đợi xíu nha. Ok, lên xuống coi. Ok, tiếp tục. Có cái đèn vô nhìn nó accident xíu. Ok, fine. Thì hiệu quả không cao, và cái khoảnh khắc của các cô các bạn này nó không có đã, không có cái để mình nhìn, chỉ có những cái bạn này trên đây thì mình có cái để nhìn, nhưng mà phải đợi cái thời điểm mà cái mấy cái bạn này nè, cái đồ nó màu sắc hơn, tại vì cái đồ này nó vẫn chưa có lên hết. Vậy khi mình muốn chụp cái khúc này á, góc là ok rồi đó, nhưng mà còn cái frame, mình nó phải bự ra hơn nữa, rộng ra, rộng ra, để lấy hết đủ cái những ô vuông này, rồi sau đó mới bắt đầu rồi phát triển nó trong cái vùng này, hoặc là những người bên đây, tùy thời điểm của các bạn chụp ha. Ok, thì tấm này đối với mình nó chỉ trong khoảng 6, 5.5 trên 10 thôi, tại vì nó chưa có gì hết, nó chỉ mới có cái frame thôi, 5.5 trên 10 nha. Ok, cảm ơn, em, hy vọng là bữa sau em chụp nhiều hơn nhé, anh thích những cái góc như vậy. Mọi người có một góc riêng, bạn cứ thoải mái nhé. Tiếp tục Hoàng Vũ rồi ha. Còn mấy đây, đồ quá trời. Ok, chơi luôn. Tới Vũ Trung Hiền, ha, hay Vũ Trung Hiền, không phải. Ở này chụp trên đường ha. Ok, cái bóng rất là đẹp, nhưng mà cái bóng này nó dở cái là làm sao mà cái tay của em nó nằm đây luôn nè, cái tay nằm em để không biết ai chụp. Nhưng mấy hay, anh đã cũng đã từng chụp tấm này rồi, nhưng mà cái chưa có tới á, thậm chí là trên đây có một con chó hoặc con mèo đang đứng nhìn em lại dễ thương hơn. Và xóa, không phải xóa, có nghĩa là kéo cái góc đi, không cần mấy những cái thành phần trên đây nữa, thành phần trên đây không cần tới, chỉ cần ngay khúc này thôi là sơ kế. Và con chó đây đang nhìn mình, hoặc con Pikachu đang nhìn mình là stop shot. Ok, đây, hoặc ở đây có cái cây, cái tay của cái cây á, của cái ông công an, ông đi ra, ông đưa cái tay vô thôi, đưa cái cây vô thôi là cái em lên top shot ngồi rồi. Ok, hình thì chưa chưa đủ tương phản cao, anh cần cái bóng nó đen hơn một xíu nữa để tương phản nó cao hơn, do đó em sẽ tăng tốc lên, cứ tăng tốc lên thôi nhé. Ok, cảm ơn Vũ Trung Hiển. Thì tấm của em, thì tấm của bạn thì mình sẽ cho khoảng là 6 trên 10, tại vì có cái góc top và có cái shadow, còn những cái bạn cái phần phía trên là mình không quan tâm tới. Hy vọng là bữa sau là em có thể dục bớt đi, tại vì nó sẽ không gây hiệu quả cho bức hình của em. Ok, right. Rồi, cảm ơn nha, cảm ơn Vũ Trung Hiển. Tiếp tục, wow, tấm này minimal luôn, minimalist luôn, rất là hay. Đen cam, màu đen cam rất là hay.
Cảm ơn em Nguyễn Đức Minh. Nếu mà tấm của em á thì anh sẽ nói về một xíu về minimalist mà anh hay chơi. Thật ra nó có một xíu gì nè, nó về ánh sáng. Tấm của em nó thiên về minimalist rất là nhiều so với kiến trúc, tại vì nó chụp một phần của kiến trúc thôi chứ không thèm chụp một kiến trúc gì hết. Thì cái vùng sáng với vùng tối chỗ này nè, cái vùng này nè, anh thấy ha, cái vùng này nó cái hơi nó hơi tối á, em kéo sáng lên một xíu cho nó rõ, cho nó clear. Cái shadow với cái highlight của nó do ánh sáng của này, và em đã lật cái hình ra rồi. Đây cái hình đây là đất đúng không? Nhìn cửa sổ rồi là biết nằm đâu liền nè. Ok. Thì cửa sổ do cái cửa này nó mở vậy nè, thì cái cửa đất là phía dưới này nè. Ok. Và cái khi mà em crop hình á, để ý những cái chỗ này nè, nó bị đứt. Một là em cho nó thẳng băng với cái chỗ này, thẳng băng. Và khi mà có cái đường này nè, em biết không, là người ta biết em đang bị đứt. Tại vì chụp này á, khi mà cái này á, nó sẽ bị xéo xéo khó chịu lắm. Thì xưa anh cũng hay chụp như vậy nhưng mà anh không thích chụp kiểu này nữa. Anh làm sao mà anh phải thẳng ngay chỗ này nè, băng thẳng quá luôn thì anh mới thích. Thì đó là cái mà anh đã từng chụp, và anh đã từng từng tự tự gọi là tự gom góp lại. Ok, bye. Mỗi người một kiểu, nhưng mà cái còn ánh sáng ngay chỗ này nó chưa có đã, chưa có tới hết á. Nó đều hai bên đây nè, bên này đều, bên này đều. Bên của cái vùng này nó đều hết ánh sáng, bên này đều ánh sáng, bên đây cũng đều ánh sáng, thì ok, rất là good. Và phải chờ đợi. Ok, cảm ơn em. Tấm hình rất là đẹp, dễ thương với thể loại minimalist. Cảm ơn em ha. Tấm này mình sẽ cho 6.5 trên 10 vì có đầu tư chất xám trong đó. Cảm ơn em Nguyễn Đức Minh. Rồi, tiếp tục. Vân trưởng, Vân thưởng. Em quên, trời ơi sao không gửi hình vô cho anh. Sơn Nguyễn, Sơn Nguyễn hai tấm hả? Lấy một tấm thôi nha. Ok. Đâu rồi? Ok. Sơn Nguyễn. Ok. Lấy tấm đẹp nhất ha. Ok, coi luôn hai tấm đi. Anh chấm hình thôi nha. Ồ, màu đẹp quá. Như vẫn còn thôi thì em làm sao mà chạy lấy góc được, có ông này nè, gặp cái chú này nè. Sorry. Oh my god, làm sao mà lấy được cái góc của cái chú này nè, nè chú này, với cái bầu trời này thôi, với cái bầu trời này thôi là đủ rồi. Còn mấy cái này nè, nó phá hình kinh khủng. Còn nếu em muốn có thêm câu chuyện nữa thì một cậu bé đứng đây chẳng hạn, bự thì bự, đứng đây để xem nó có cái sự phát triển câu chuyện nhiều hơn. Cộng hơi đó, nó không có ra, tại vì lúc đó người ta sẽ coi cảnh nhiều chứ không còn coi câu chuyện. Cảnh này đẹp quá. Đưa ra nếu chú này với cái cảnh này thì phát triển nhiều hơn, còn nếu mà chỉ để phát triển chú với cái nhà nóc ton này nọ coi chán, không quen, không thích coi. Nó anh thích tích cực, với lại cái phần được thì chú này có cái đầu ngay chỗ này luôn càng tốt, nhìn nó sốc ốc á. Anh theo style thoải mái với lại style gây sốc chứ không có bình bình được, không không khó chịu chụp lên cái không có gì để coi, cũng như những hình khác thì ok. Nhưng mà tấm hình này rất là đẹp, đẹp ở chỗ là cái holic thì nó rất là tốt, nhưng mà cái nó chỉ có hơi nhiều rác thôi, rác hình thôi. Thì cố gắng chụp tách bạch ra. Ồ, đẹp quá. Tại vì thấy những cái sa đồ hoặc những cái vùng này nó rất là đẹp, nó chuyển qua chuyển lại, chuyển qua chuyển lại, bản thân nó chuyển qua chuyển lại đẹp quá chịu không nổi. Nhưng mà cái kết cấu của bức hình nó làm mình không thích. Kết cấu nhiều quá. Ok, Sơn Nguyễn ha, tấm này rất là hay, rất là thích. Thích về màu, cái vùng chuyển của nó trắng đen, ok, nhưng mà chỉ còn có câu chuyện và cái bố cục của nó để làm cho câu chuyện nó ghi cấn hơn, hoặc câu chuyện mình muốn nói gì điều đó. Ok ha.
Tấm này 6.5 trên 10. Có thể người khác người ta sẽ chấm cao hơn á, nhưng mà anh chấm cỡ này thôi, tại vì đối với anh nó phải đúng đúng với bản chất của sự việc, là mình muốn muốn cho nó có cái gì để nói chứ. Còn nếu chụp không không khơi khơi để thấy đẹp, ok, kiểu trai gì hình đẹp ha, ok, cảm ơn em, cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Hy vọng bữa sau có nhiều hình khác hay hơn. Tiếp tục Sơn Nguyễn. Tấm này ở Cao Đài hả ta, đúng không, ở ở Tây Ninh nè. À, có con chim đây, có con chim nè. Đó. Anh mấy lần định qua đây mà chưa có qua được, chưa có dịp qua cái chỗ này, Hội Thánh Cao Đài gì đó Tây Ninh nè. Ok, hình rất là đẹp, đẹp ở chỗ là cái màu sắc của cái bản chất của kiến trúc này nó đẹp dễ thương. Vậy mình sẽ phải kiếm nhiều 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 đầu tư cho nó rất nhiều để chụp ra một tấm. Anh nghĩ là em chụp thẳng băng từ đây vô luôn đi cho rồi, kiếm cái góc nào đó bỏ đầu tư một cái thời gian ra, mình chạy vòng 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 đó. Mình coi nó chỗ nào đẹp nhất rồi mình me đúng chỗ đó mình chụp. Ok, tấm này không có gì để nói, mình cho điểm luôn, thì tấm này trong khoảng 6 trên 10. Nhưng mình thích cái máy nè, nó lưỡng sóng thích. Ok, và có cái cục đi lên hết, đơn giản ha. Ok, phát triển nó nhiều hơn về cái màu sắc ha, trên đây còn có đám đám mây, tách nó ra luôn, đừng để nó vô trong bức hình khó chịu lắm. Ok, cảm ơn em, tiếp tục. Trời ơi, mắt mở không lên luôn á, sáng giờ. Ok, cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Hết rồi, xong hết rồi. Chế Vinh gì gì à? Ai đây, đừng nói đây là em nha, sao đẹp trai dữ vậy. Dễ thương á. Tấm này hay nha, hay ở chỗ là nếu mà em sát cái mặt xuống nè, sát cái góc máy xuống á, cái góc máy của em à, xuống à, ngay cái chỗ này nè, bắt đầu từ cái điểm này nè, cái môi đẹp nè, à, cái khuôn mặt cũng đẹp luôn, right? Nhưng mà cái chúng ta sẽ phải phải kêu bạn này mở mắt to ra, mở to con mắt ra, mở bự lên em ơi, mở bự lên, đừng có cười đúng ngay cái khúc này vì mái tóc đang rất là đẹp, anh rất là thích cái mái tóc này. Ok, cái chân mày cũng đẹp nữa, bạn này đẹp lắm, đẹp trai dễ thương, hơi có miếng mụn, ok, không sao, không vấn đề gì hết. Như cái môi và cái mũi rất là đẹp, do đó để phát triển nó nhiều hơn á thì mình sẽ tập trung nhiều hơn, ví dụ như chiếu một cái đèn xuống ngay cái chỗ mặt bạn này nè, để cho cái ánh ánh này, gương này xuống nè, rồi góc máy thấp xuống một xíu nữa, gần như mặt nước. Còn nếu mà không như mặt nước á, canh làm sao cho cái mặt này nó vừa ngáp với cái mặt bên đây và nó không bị cắt, cắt ngay chỗ này, cái bị em bị cắt ngay chỗ này là chế Vinh à, bởi vì xảy ra cái chuyện là nó không liên kết nhiều á, kiểu như bị hụt 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 cái khoảnh khắc cộng hơi á, là em cho nó thẳng đây nè, từ bắt đầu từ điểm này xuống đây nó cực đẹp, cộng cực đẹp luôn nè. Cộng hơi em chụp làm sao mà chỉ nằm trong cái vùng này thôi, rồi con mắt nó mở bự lên, cái mắt nó em bị hiếp á, em thấy không, đang bị hiếp 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 là đợi đúng mở mắt to lên rồi bắt đầu chụp khoảng 100 tấm 1.000 tấm gì đó để lấy được đúng khoảnh khắc thôi nha. Ok, hy vọng là em sẽ chụp thêm nhiều tấm này hơn để chia sẻ nha. Ok, tấm sẽ đắp dễ thương đấy, màu sắc cũng ok. Lỗ tai bị đứt nè, khó chịu quá, chịu không được, không biết là bạn này có mặc áo hay mặc quần hay mặc gì không. Chắc nếu mà có behind the scene chắc coi cười đau ruột. Để có bức ảnh đẹp thì quần cọc các kiểu, mang dép lào tào lao vậy đó. Ok, quên chấm điểm nữa. Chế Bình ha, anh chấm tấm này 6,5 nha, cảm ơn em. 6,5/10 cũng là một cái điểm ok đấy, tại vì anh cũng không đâu bao giờ chấm xong đâu. Không, anh nghĩ là em sẽ được 10 trên 7 trên 10 chứ, tại vì cái tấm này dễ thương, nó có idea. Ok, và nhờ bạn mẫu đẹp nữa nha, không biết phải em không. Ok, cảm ơn em nha, hy vọng bữa sau chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình ở đây, và hy vọng là bữa sau sẽ có nhiều hình hơn. Nhiều hình hơn thì mình sẽ chia chia part ra và bot thôi ha. Thì hy vọng các bạn thấy được những cái điều gì đó trong mỗi lần review này, để các bạn có thể chụp nhiều hơn, chụp đơn giản thôi, chụp
theo cái style của bạn muốn, nhưng mà theo một cái phong cách nào đó nó gây tích cực hơn cho cuộc sống của các bạn. Ok, chào các bạn. Review cùng Mon. Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon, vui vẻ, thoải mái nha. Stay safe and trao nhau sự tích cực, trao nhau niềm vui. Đừng gây hấn nhau. Ok, bye bye.